Thu Hiền, cô giáo trúc của gia đình phép thuật, đa tài, hôn nhân viên mãn, bị thời gian bỏ quên. Thu Hiền được khán giả quan tâm nhiều hơn sau thành công của bộ phim Gia đình phép thuật. Nhờ nét diễn xuất tự nhiên cùng nhan sắc xinh đẹp, cô đã ghi dấu ấn khó phai trong lòng các khán giả yêu mến phim. Gia đình phép thuật được biết đến là một bộ phim tuổi thơ của thế hệ 9X. Phim bắt đầu được phát sóng từ năm 2009 trên kênh truyền hình HTV7. Sau khi công chiếu, bộ phim nhận được sự yêu mến và đón nhận từ đông đảo các khán giả xem truyền hình. Đến nay, sau hơn một thập kỷ kể từ ngày ra mắt, cuộc sống của dàn diễn viên đã có nhiều thay đổi. Đáng kể nhất có lẽ là Thu Hiền với vai diễn cô giáo trúc trong phim. Trong phim, nữ diễn viên thủ vai cô giáo trúc, giáo viên chủ nhiệm lớp của Suri, dù chỉ xuất hiện ở vài phân cảnh nhưng với nét tính cách nhẹ nhàng cùng tà áo dài thướt tha mỗi lần đến lớp, Thu Hiền đã in đậm dấu ấn trong lòng người xem. Diễn viên Thu Hiền là ai? Diễn viên Thu Hiền được sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh trong một gia đình có gốc Hà Nội. Vì thế cô mang tính cách đằm thắm nhẹ nhàng của người phụ nữ Hà Thành cùng chút đáng yêu dễ thương năng động của các cô gái trẻ Sài Gòn. Việc đa nhân cách như vậy được cho là một lợi thế đối với diễn viên như Thu Hiền bởi nó giúp cô có thể hóa thân vào nhiều thể loại vai diễn hơn trong nghề. Dù gia đình không ai theo con đường nghệ thuật nhưng được mẹ và bà tạo điều kiện cho theo học các môn nghệ thuật nên lâu dần Thu Hiền cũng bắt đầu có niềm đam mê với lĩnh vực này. Trong 7 năm tích lũy kinh nghiệm từ học múa, Thu Hiền cũng được mời tham gia vào nhiều chương trình vũ kịch. Nhờ thấy được nét diễn xuất trên gương mặt của nữ diễn viên, các thầy cô trường múa không ngần ngại khuyến khích cho cô thi vào trường sân khấu điện ảnh. Ngoài nhảy múa, Thu Hiền còn có khả năng chơi đàn tranh, đàn bầu và cả piano. Tuy nhiên, khi được hỏi lý do tại sao cô nàng không phát triển theo con đường âm nhạc, Thu Hiền cho rằng bản thân mình chỉ học cho biết, nếu học lâu dài sẽ tốn rất nhiều thời gian. Thu Hiền cũng là một diễn viên được đánh giá sở hữu nhiều tiềm năng. Ở cô hội tụ tài năng về diễn xuất, vũ đạo và dễ dàng kết hợp chúng trên sân khấu. Biết tận dụng lợi thế hơn người này của bản thân, Thu Hiền nhanh chóng có được vai diễn ngay từ năm nhất khi là sinh viên của trường sân khấu điện ảnh. Cái tên Thu Hiền đặc biệt thu hút sự chú ý của khán giả. Khi góp mặt trong dự án phim truyền hình dài tập Gia đình phép thuật, dù chỉ đảm nhận vai diễn cô giáo trúc, giáo viên chủ nhiệm lớp Suri với tần suất xuất hiện khá ít, nhưng Thu Hiền cũng kịp để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Hình ảnh cô giáo trúc trong tà áo dài thướt tha mỗi khi đến lớp, ắt hẳn khiến người xem nhớ mãi. Cô hài hước tâm sự, Hiền hay bị lựa chọn cho những vai già hơn tuổi, chắc tại vóc dáng và cách thể hiện của Hiền. Nhưng Thu Hiền ngoài đời thì vẫn nhí nhảnh lắm. Với Hiền, vai diễn nào cũng để lại ấn tượng ít nhiều, nhưng vai diễn mà Hiền tâm đắc nhất có lẽ là vai cô giáo trong phim Dòng sông huynh đệ. Đây là một vai diễn đòi hỏi phải lột tả nội tâm sâu sắc. Trong phim Hiền là cô giáo Thục, một cô giáo trẻ ở thành thị về tỉnh dậy. Tại đây Thục gặp Quý, cậu học sinh nghèo nhưng rất xuất sắc. Cô giáo Thục dồn hết tâm huyết với mong muốn Quý trở thành học sinh giỏi toàn diện. Nhưng cách dạy của Thục rất cực đoan. Từ cô giáo Thục, Quý học được bài học phải thành công bằng mọi giá. Khi Quý thành công trên bước đường sự nghiệp thì cũng là lúc cô giáo Thục phải đón nhận sự lạnh lùng của cậu học trò mà cô đã dành cho tất cả, trong đó có cả tình yêu của mình. Vào ngày 26 tháng 9 năm 2020, diễn viên Thu Hiền chính thức lên xe hoa cùng ông xã Việt Hùng sau hai lần hoãn cưới vì dịch Covid-19. Được biết chú rể là cháu của nam diễn viên Mai Huỳnh, từng một thời nổi tiếng trong showbiz, hiện tại cả hai đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên nhau. Cô cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tình tứ bên ông xã trên trang cá nhân của mình. Thời điểm tình hình dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh căng thẳng, diễn viên Thu Hiền cũng không ngần ngại xung phong ra trận. Cô cùng đội tình nguyện đi phát lương thực thực phẩm cho bà con khó khăn trong khu vực. Thu Hiền không an lòng khi nhìn thấy những người có hoàn cảnh cơ cực vất vả kiếm sống qua mùa dịch lần này. Có thể thấy hiện tại Thu Hiền đang có một cuộc sống viên mãn cùng ông xã. Khán giả cũng rất mong được thấy cô giáo trúc xuất hiện trên các bộ phim truyền hình. Hiện tại, diễn viên Thu Hiền lui về tập trung chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình nhiều hơn. Đồng thời, cô cũng dành nhiều thời gian tập trung cho công việc múa. Nữ diễn viên đã giành được một vài giải thưởng xứng đáng cho sự cố gắng của bản thân trong sự nghiệp. Khác xa với nhiều đồng nghiệp, Thu Hiền ít xuất hiện ở các bữa tiệc hay sự kiện giải trí. Nói về việc này, cô thổ lộ, gia đình Hiền giữ nếp sinh hoạt của người miền Bắc. Những bữa cơm gia đình luôn đông đủ quây quần. Hiền thì dành nhiều thời gian cho công việc, chăm sóc và sinh hoạt đầm ấm bên gia đình. Hiền cũng có những người bạn chơi thân với nhau từ rất nhỏ nhưng không phải người trong giới showbiz nên chắc mọi người ít chú ý. Sau ống kính, Hiền muốn có những phút giây thư giãn thoải mái, nhưng dù sao thì gia đình và những người thân luôn là mối bận tâm lớn của mình. Bên cạnh đó, dường như thời gian đã bỏ quên đi vẻ ngoài của Thu Hiền. Dù nhiều năm trôi qua nhưng cô vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp khó chê.